Ngày hôm nay, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đến dự lễ tại huyện Định Quán có đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong những năm qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luôn tích cực phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an các cấp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã phối hợp triển khai công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cung cấp thông tin về âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến nhân dân, đồng thời phối hợp công an cấp xã thị trấn tiến hành kiểm tra cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phòng cháy chữa cháy, thu thập dữ liệu công dân phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đắc lực xây dựng xã hội an ninh an toàn ngay từ cơ sở, phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Buổi lễ đã công bố và trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập và số lượng thành viên tham gia tại các tổ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Định Quán có 96 tổ tại 96 ấp khu phố với 3.076 thành viên. Sau lễ ra mắt lực lượng chiến sĩ cơ động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã diễu hành biểu dương lực lượng trên quốc lộ 20.